VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Sẽ là chính anh vẫn luôn quay về vẫn đam mê, mà tại sao từ trong tâm trí em cứ bảo em phải ra đi, chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly, dòng lệ hoen bờ mi hoen bờ mi, phải chăng đã bay lâu phải không? Chọn con tin hay là nghe lý trí, chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly. Anh nhận ra trước khi đã quá muộn thì những sai lầm xưa chỉ là quá khứ thôi. Bỏ qua vì nhau, bỏ qua vì nhẹ cay vì phút yêu mềm. Thời gian trôi qua mà anh vẫn giữ những tấm hình của đôi ta. Ngày mình chia xa và anh đã nói đằng sau anh luôn vẫn chờ. Chọn con tim hay là nghe lý trí, sai lầm xưa chỉ là quá khứ thôi, bỏ qua vì nhau. Bởi trong tim mình dường như cả hai còn yêu, còn cần bên nhau, còn quan tâm. Thương em như vậy, có ai cần em? Nên
Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả, mình là Đức Phúc đây, fan của The Mask Singer Việt Nam ơi. Hãy cùng ủng hộ và cũng như là gặp lại Đức Phúc tại đêm concert của The Mask Singer Việt Nam nha. Bye bye. The Mask Singer Việt Nam All Star Concert được tổ chức chỉ một đêm duy nhất, mua vé ngay hôm nay tại vshop.vn.